Nào, hôm nay tiếp khách có mệt lắm không? Dạ, cũng bình thường ạ. Bây giờ lại có khách đang đến, nhưng mà khách này uống nhiều, ngồi lâu, có tiếp được không? Dạ được ạ. Tốt, cố gắng nhé. Tiếp khách xong, tôi sẽ bảo thằng Cảnh đưa về. Dạ. Chiều nó cho lắm vào, rồi đến lúc nó dở trứng cho thì lại khổ. Tôi không cần biết, tôi chỉ biết một điều là khách đang cần nó. Anh ạ. Vào đây em. Mấy lần anh đến đây mà chúng nó giấu em ở đâu kỹ thế? Tại em mới làm ở đây được mấy ngày thôi mà. Em quê ở đâu? Quê ở đâu thì cũng đều là đàn bà cả mà anh. Hay, thông minh. Em phải học cái phong thái ấy đấy. Em uống được rượu chứ? Đủ để làm anh hưng phấn ạ. Lại hay. Nào, em mời anh. Anh có muốn nghe em hát nữa không? Em hát được không? Dạ được ạ. Vậy hãy cho anh thưởng thức đi. Người ra đi như quên em muôn lời ca. Người mang theo những khó khăn một cuộc sống. Em ở đây nữa đúng không ạ? Em tên là gì? Dạ, em là Quỳnh ạ. Quỳnh? Quỳnh hay nở về đêm? Đêm này cho anh thưởng thức hương thơm của Quỳnh nhé. Con mẹ mày về muộn thế. Chắc lại gặp phải thằng khốn nạn bệnh hoạn nào rồi. Thương em lắm. Nó thức cả đêm chả ngủ. Chắc nó khát sữa lắm. Em cho con bú đi. Là cuộc sống của tôi lúc này. Mỗi ngày, mỗi đêm đều tuần tự. Bắt đầu bằng rượu và kết thúc ở khách sạn. Cảm giác nhục nhã ban đầu không còn nữa. Nỗi đau ban đầu cũng không còn nữa. Tôi hiểu, chính tôi cũng đã thay đổi. Tôi chấp nhận những nhơ nhớp ấy ăn vào trong xương máu của mình. Chấp nhận số phận. Chấp nhận để được yên ổn.